Cả nước có hơn 1.000 dự án chậm tiến độ lãng phí. Thận trọng khi mua tài sản phát mãi. Thời gian sở hữu và thời gian sử dụng chung cư. Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, báo cáo về kết quả thực hiện nghị quyết 74 năm 2022 của Quốc hội về giám sát thực hành tiết kiệm chống lãng phí mới đây cho thấy trên cả nước hiện có hơn 1.000 dự án bất động sản đang chậm tiến độ, gây lãng phí tài nguyên. Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng cần xem xét mạnh tay xử lý những vấn đề đang tồn tại, không còn tái diễn trong tương lai. Cụ thể, hiện các bộ ngành địa phương đang xử lý 51 dự án, cụm dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước khác không hiệu quả hoặc lãng phí, 13 dự án, chuỗi dự án trọng điểm trong lĩnh vực điện, than, dầu khí chậm tiến độ, 19 dự án chậm triển khai, có khó khăn vướng mắc để đất đai hoang hóa lãng phí, 880 dự án công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng. Với 880 dự án công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, cơ quan chức năng đã chấm dứt hoạt động của 22 dự án, quyết định thu hồi đất đối với 126 dự án, gia hạn tiến độ sử dụng đất 93 dự án, rà soát để thu hồi đất 25 dự án. Theo nhận định, đây là vấn đề nhức nhối của xã hội gây lãng phí tài sản quốc gia, ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế. Các ngành chức năng cần xử lý triệt để, quy trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra hiện tượng như trên. Bên cạnh các dự án chậm tiến độ, trên cả nước cũng có nhiều dự án triển khai xây dựng với kỳ vọng bổ sung thêm nguồn cung nhà ở đang ngày một khan hiếm trên thị trường. Trong quý 3 năm 2023, ghi nhận có 863 dự án đang triển khai xây dựng, tăng 106,99% so với quý 2. Cụ thể, tại miền Bắc có 366 dự án, trong đó nhiều nhất là Bắc Ninh với 95 dự án, đến Phú Thọ với 62 dự án, tiếp đến Vĩnh Phúc với 58 dự án, Hà Nội có 48 dự án. Tại miền Trung có 377 dự án, trong đó Thanh Hóa có 69 dự án, Nghệ An 135 dự án, Quảng Ngãi 84 dự án. Tại miền Nam có 120 dự án, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh có 33 dự án, Long An 19 dự án và Sóc Trăng là 21 dự án. Vừa qua, nhiều ngân hàng đã thông báo phát mãi tài sản của một số doanh nghiệp để thanh toán nợ xấu. Các tài sản phát mãi thường có giấy tờ pháp lý đã được thẩm định kỹ càng, sẵn sàng chuyển nhượng cho người mua. Tuy nhiên, để tránh được những rủi ro tiềm ẩn, người mua cần cẩn trọng lưu ý một số vấn đề sau. Thứ nhất, định giá lại bất động sản do nhiều tài sản bảo đảm được định giá cao hơn giá trị thực tế khi phê duyệt khoản vay, trong khi giá trị phát mãi thường có xu hướng định giá theo khoản nợ và khoản lãi phát sinh mà không sát với thực tế thị trường. Thứ hai, người mua cần nắm được lý do bị phát mãi, tránh trường hợp có tranh chấp với bên thứ ba. Thứ ba, người mua cần lên phương án tài chính, tính toán chi phí lãi vay và vốn đầu tư bỏ ra để tránh ham rẻ vô tình lại dính vào vòng xoáy nợ nần. Tiếp theo là cụm tin về tình hình đấu giá đất tại một số quận huyện trên địa bàn thành phố. Mời quý vị cùng theo dõi. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Hà Đông vừa phối hợp với công ty đấu giá hợp danh số 5 quốc gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 20 thửa đất tại xứ Đồng Sen, phường Vạn Phúc. Các thửa đất được đem ra đấu giá có diện tích từ 45,5 đến 58,3 m2, giá khởi điểm từ 87,6 đến 97,9 triệu đồng một m2. Đây là khu đất đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, được xây dựng hạ tầng đồng bộ, có mặt tiền tiếp giáp với đường nội khu của khu đô thị mới TSQ Galaxy rộng 11,5 m, nằm sát khu dân cư hiện hữu, có kết nối giao thông thuận lợi khi chỉ cách mặt đường tố hữu khoảng 200 m. Cuộc đấu giá đã thu hút được hơn 100 khách hàng tham gia. Tại cuộc đấu giá này, thửa đất có giá trúng cao nhất lên đến 168,9 triệu đồng một mét vuông. Tại cuộc đấu này, quận Hà Đông đã thu về hơn 151 tỷ đồng, mức chênh so với giá trị tính theo giá khởi điểm là hơn 53,5 tỷ đồng. Đây là cuộc đấu giá thành công nhất của quận Hà Đông từ đầu năm đến nay. Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Hoài Đức vừa phối hợp với công ty đấu giá hợp danh OCD An Thuận Phát tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 13 thửa đất tại khu LK01 thuộc thôn Đông Nhân, xã Đông La. Các thửa đất này có kết nối giao thông thuận lợi với tuyến đường tố hữu kéo dài, nằm sát khu đô thị Đô Nghĩa, thuộc phân khu D, khu đô thị Nam Cường, quận Hà Đông, giá khởi điểm từ hơn 57 đến hơn 65 triệu đồng một mét vuông, diện tích 105 đến 131,4 mét vuông. Cuộc đấu giá có 21 khách hàng tham gia. Tại cuộc đấu giá này, sau 3 vòng, 13 thửa đất được đem ra đấu giá đã được đấu thành công. Thửa LK36 có giá trúng trên 79,8 triệu đồng một mét vuông, là thửa có mức chênh cao nhất 14,6 triệu đồng một mét vuông so với giá khởi điểm.
Theo kế hoạch, vào ngày 8 tháng 11 tới đây, huyện Hoài Đức sẽ tiếp tục tổ chức đợt 2 đấu giá đối với 52 thửa đất thuộc khu LK02, cũng thuộc thôn Đông Nhân. Khách hàng tham gia có thể mua và nộp hồ sơ đến trước 17 giờ ngày 6 tháng 11 năm 2023. Trong khi đó, tại huyện Phúc Thọ sắp tới đây cũng sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 30 thửa đất ở tại khu đồng tre Lỗ Gió, xã Võng Xuyên. Tổng diện tích của 30 thửa đất gần 4.256 m². Trong số 30 thửa đất có 2 thửa đất có mức đấu giá khởi điểm là 18,8 triệu đồng một mét vuông, 1 thửa đất có mức đấu giá từ 18,6 triệu đồng một mét vuông, 9 thửa đất còn lại có mức đấu giá từ 18,5 triệu đồng một mét vuông, 2 thửa đất có mức đấu giá từ 17,7 triệu đồng một mét vuông, 16 thửa đất còn lại có mức đấu giá từ 17,2 triệu đồng một mét vuông. Huyện Phúc Thọ kỳ vọng thu về khoảng 76 tỷ đồng từ việc đấu giá 30 thửa đất ở này. Sau nhiều kỳ họp lấy ý kiến đóng góp thì mới đây, quy định về thời hạn chung cư lại trở thành đề tài nóng trên nghị trường Quốc hội. Dễ hiểu vì nội dung này sẽ có tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản, doanh nghiệp lẫn người mua nhà chung cư. Vậy nên để có thể đi đến sự thống nhất, cần phân biệt giữa thời hạn sử dụng và thời hạn sở hữu. Đây là điều kiện để những người đang hoặc muốn sở hữu chung cư trong thời gian tới nắm rõ được giá trị cũng như quyền lợi với tài sản của mình. Sổ hồng của chung cư cùng với địa chỉ, diện tích, hình thức, mục đích thì thời gian sử dụng là những nội dung chính được ghi rõ. Tất cả đều là căn cứ để người ta định được giá cho căn nhà. Nhưng nếu như được thông qua, thay bằng lâu dài, thời hạn sử dụng sẽ được ghi rõ 50-70 năm. Con số này tùy thuộc vào sự thẩm định của cơ quan chuyên môn theo thiết kế khu nhà. Và khi hết hạn ghi đó, nhà nước thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng công trình, cho phép tiếp tục sử dụng hoặc phá dỡ để xây dựng lại. Vậy lúc này, thời hạn sử dụng nhà chung cư tùy thuộc vào chất lượng của công trình. Tuy nhiên, vấn đề gây nhiều tranh cãi lúc này là nếu hết thời hạn sử dụng, chủ nhà có còn quyền sở hữu căn hộ dù không đảm bảo chất lượng ấy nữa không? Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 đang diễn ra, nội dung này đã được đưa ra bàn thảo. Trước những ý kiến, quan điểm của đại biểu, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho rằng không nên gắn giữa thời hạn sở hữu nhà chung cư với thời hạn sử dụng đất. Luật đất đai quy định, đối với đất ở là không có thời hạn. Đất ở được giao ổn định lâu dài, không có thời hạn, cho nên đất của nhà chung cư và liên quan đó là quyền sử dụng đất của các chủ sở hữu nhà chung cư cũng không có thời hạn. Nhưng thời hạn của các chủ sở hữu nhà chung cư phụ thuộc vào bản thân tòa nhà đó được kiểm định và đánh giá như thế nào. Với văn hóa, tập quán và thu nhập của nhiều người dân Việt, khi mua một căn nhà, dù là mặt đất hay chung cư, luôn được xác định. Đó là tài sản mà nhiều khi là sự ký cóp của cả đời lao động. Vậy nên với việc sửa đổi luật liên quan đến sở hữu chung cư có thời hạn, chắc chắn sẽ gây nên một sự xáo trộn lớn và rất cần sự xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng dưới cả góc độ luật pháp lẫn thị trường nhà ở. Thời hạn của sở hữu chung cư đấy, thì chúng ta đã và đang bàn để đưa vào trong cái dự thảo về luật nhà ở. Nhưng mà khi đưa ra một cái điều luật thì chúng ta phải căn cứ vào cái tình hình thực tế của chúng ta hiện nay. Ở góc nhìn của các nhà làm luật hay các nhà khoa học thì đánh giá về một cái tuổi thọ của một chung cư tính theo những cái tính chất về lý học, hóa học của một cái nhà chung cư đấy thì có thể nó phù hợp. Nhưng góc độ thực tế thì chúng ta thấy rằng là ở Việt Nam chúng ta nó còn rất nhiều những vấn đề khác. Thế nên là nhận thức của các cái chủ sở hữu và đặc biệt nhất ấy, cái điều đó nó có phù hợp với các cái quy định chung của hệ thống pháp luật không? Từ hiến pháp về cái quyền về tài sản, rồi thứ hai là bộ luật dân sự. Xong thứ ba chúng ta phải nói đến vấn đề luật nhà ở, thì làm sao nó phải có một cái tính tương đồng. Cũng xin được nói thêm là tại dự thảo mà Bộ Xây dựng đã đề xuất cũng chỉ rõ, quy định về chung cư có thời hạn chỉ áp dụng đối với các dự án triển khai sau ngày luật này được thông qua và có hiệu lực thi hành. Còn đối với các nhà chung cư đã được xây dựng, ổn định, đã cấp sổ hồng, đã cấp giấy phép xây dựng trước ngày luật này có hiệu lực thì vẫn theo các quy định trước đây, tức là được sở hữu nhà chung cư không có thời hạn. Xin nhắc lại là theo dự thảo luật nhà ở sửa đổi, điều 25 quy định, sở hữu nhà chung cư có thời hạn chỉ áp dụng đối với các công trình dự án được cấp phép khi luật này có hiệu lực. Nước ta hiện có khoảng 4.500 khu nhà chung cư tại các đô thị và điều này đồng nghĩa với việc trong khoảng 100 năm tới, nhà nước vẫn sẽ phải quản lý cả hai mô hình, chung cư sở hữu không có thời hạn và sở hữu có thời hạn.
Theo tính toán, quy định về loại căn hộ chung cư sở hữu có thời hạn có ưu điểm là giá bán dự kiến sẽ thấp hơn khoảng 20% so với căn hộ chung cư sở hữu không có thời hạn tương tự. Bởi lẽ, tiền thuê đất 50 năm trả một lần thường chỉ bằng khoảng 80% tiền sử dụng đất. Đây cũng là tiền đề góp phần đưa giá bán của chung cư quay trở về với giá trị thật, nhất là khi mà trong khoảng thời gian dài vừa qua, giá bán của loại hình này luôn chỉ có tăng, không giảm và giữ ở mức phi lý. Tuy nhiên, để có thể bảo đảm công bằng và quyền lợi của người dân trước pháp luật, theo các chuyên gia, cần xem xét lại các điều mục như khoản 2, điều 25, dự thảo luật nhà ở sửa đổi quy định. Thời hạn sở hữu nhà chung cư được xác định theo thời hạn sử dụng của công trình nêu trong hồ sơ thiết kế công trình. Trường hợp nhà chung cư hết thời hạn, nhưng cơ quan có thẩm quyền xét vẫn còn đủ điều kiện sử dụng, thì được cấp giấy chứng nhận gia hạn thời hạn sở hữu. Như vậy, quyền sở hữu nhà chung cư lúc này phụ thuộc vào kiểm định của cơ quan có thẩm quyền. Trong lúc quyền sở hữu nhà chung cư, dù dưới bất kỳ loại hình nào, cũng được xác lập thông qua hợp đồng mua bán, được giao kết theo quy định của pháp luật về dân sự, nhà ở và kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, nên quy định cả thời hạn sử dụng đất đối với nhà chung cư trong dự thảo luật đất đai sửa đổi. Cụ thể, với những loại đất được nhà nước giao không xác định thời hạn, thì chung cư xây trên đất này cũng như vậy. Đối với dự án nhà nước giao đất 50-70 năm, thì chung cư cũng phải theo thời hạn này. Ví dụ như là một cái xe ô tô, thì nếu tôi mua thì cái xe ô tô là thuộc quyền sở hữu của tôi. Thế nhưng mà cái xe ô tô nó có được lưu thông trên đường hay không thì nó phải đáp ứng yêu cầu đăng kiểm. Nhà chung cư như vậy, tôi là chủ sở hữu nhà chung cư thì sở hữu của tôi là không bị giới hạn. Trường hợp nhà chung cư đấy không đáp ứng được tiêu chuẩn, phải tiêu hủy thì cái quyền sở hữu của tôi mới bị chấm dứt. Luật nhà ở sửa đổi sẽ tiếp tục được Ủy ban Pháp luật Quốc hội lấy ý kiến, chỉnh lý và dự kiến sẽ đưa ra xem xét lấy ý kiến thông qua trong kỳ họp này. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Nhà đất và Đầu tư ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.